Tổng thống Iran Ibrahim Raisi ngày 25 tháng 1 cho rằng việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran là có thể thực hiện được nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn đã làm tê liệt nền kinh tế Cộng hòa Hồi giáo này. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Raisi cho biết quan điểm chung của Tehran là hợp tác với tất cả các nước mong muốn hợp tác với Iran, ngược lại sẽ chống lại những nước muốn chống đối Iran. Nếu phía bên kia bãi bỏ các biện pháp trừng phạt phi lý với Iran, thì hoàn toàn có thể có bất kỳ loại thỏa thuận nào. Kể từ tháng 4 năm 2021, Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại thủ đô Viên của Áo để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mà Washington đã rút khỏi năm 2018, sau đó tái áp đặt các biện pháp trừng phạt hà khắc chống lại Tehran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này chưa tạo ra đột phá tích cực nào. Trong tình thế này, Washington mới đây đã đề nghị đàm phán trực tiếp với Tehran. Đáp lại, giới chức Iran cho biết nước này không phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng phải đi kèm một số điều kiện tiên quyết. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 1 tái khẳng định Mỹ đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Bản tin xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua, hàng loạt các nước thành viên của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tài chính nhiều hơn nữa để Tổ chức Y tế Thế giới WHO có đủ nguồn lực ổn định để ứng phó với các thách thức y tế hiện nay. Ngoài ra, WHO cũng được yêu cầu phải cải tổ minh bạch về tài chính trước khi các nước tăng nguồn đóng góp. Trong những năm gần đây, nguồn ngân quỹ được các nước đóng góp cho WHO ngày càng giảm dần, khiến tổ chức này phải vật lộn tìm kiếm các nguồn tài trợ tự nguyện khác để ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như nhiều cuộc khủng hoảng y tế khác xảy ra trên khắp thế giới. WHO thừa nhận tổ chức này hiện không có nguồn tiền bền vững để có thể chủ động ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn, dù đồng tình với kêu gọi đóng góp tài chính thêm. Tuy nhiên, Mỹ, một trong những nước tài trợ lớn nhất, đã yêu cầu WHO phải minh bạch tài chính hơn nữa để cộng đồng quốc tế đánh giá được hiệu quả của các hoạt động cũng như hiểu được cơ chế chi tiêu của cơ quan này trước khi nhất trí tăng mức đóng góp. Đáp lại, WHO đề xuất sẽ tiến hành cải tổ, đồng thời với việc thúc đẩy giải quyết các cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nhiều hiện nay. Theo ước tính của giới chuyên gia, WHO cần có nguồn tài chính khoảng 12 tỷ đô la Mỹ để có thể đảm bảo hiệu quả các hoạt động trong các năm tiếp theo. Việc đảm bảo nguồn tài chính cho cơ quan y tế hàng đầu của Liên Hợp Quốc để ứng phó với các cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nhiều trên thế giới là vấn đề cấp thiết cho nên nguồn đóng góp nhanh chóng và tự nguyện của các quốc gia giàu có hơn là hết sức quan trọng thay vì trông chờ vào nguồn kinh phí của tất cả các quốc gia thành viên. Trong đó không ít nước còn nghèo đói và đang chìm đắm trong xung đột. Khắc Hiếu, phóng viên Thông tấn Việt Nam đưa tin từ Liên Hợp Quốc.